Công an thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức tổng kết đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị các dịp lễ, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với sự tham dự của đại diện các đội, trạm thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông và Công an 7 quận huyện trên địa bàn. Trong 2 tháng thực hiện cao điểm, mặc dù gặp nhiều bất lợi do dịch bệnh COVID-19, nhưng lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn thành phố đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác xử lý nghiêm các trường hợp chủ phương tiện cố tình vi phạm các quy định về vận tải con người, hàng hóa, ngăn chặn kịp thời các trường hợp thanh thiếu niên tụ tập, đua xe trái phép, góp phần kiềm chế và kéo giảm các vụ tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2020. Với sự quyết tâm của toàn lực lượng Cảnh sát Giao thông, cuộc bầu cử trên địa bàn thành phố đã được đảm bảo tuyệt đối an toàn. Đặc biệt, qua công tác tuần tra kiểm soát COVID-19, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn thành phố đã phát hiện xử lý 6 vụ việc liên quan đến phạm pháp hình sự, ma túy, chuyển cơ quan cảnh sát điều tra xử lý theo đúng quy định. Dịp này, 5 tập thể 10 cá nhân đã được Giám đốc Công an thành phố biểu dương, khen thưởng về những thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm thi đua bảo vệ an toàn các ngày lễ lớn và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.